Chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi quay một cái video clip ngắn để giới thiệu với quý vị một cái loại cây rất là đẹp, dùng để trồng sát ở dưới mặt đất của quý vị. Người ta gọi là dùng để làm nền đó. Thì đây, cái cây này tên tiếng Anh nó gọi là Creeping Jenny, tức là cái Jenny mà bò đó quý vị. Thì cái loại này đúng như cái tên của nó là nó bò dưới đất thôi. Và cái rất hay là nó phủ mặt đất cho mình, thay vì chẳng hạn như quý vị ở đây Mỹ thì hay ta hay mua những cái gỗ hay là những cái nhỏ đó, mô, tôi gọi là mô, chứ người ta trải xuống đất chung quanh những cái cây để cho cỏ nó khỏi mọc. Thì cái loại này mình có thể trồng làm nền như vậy. Cái loại cây này nó có cái đặc biệt đó quý vị, là nó hàng năm nó mũi lên. Nên quý vị thấy chẳng hạn như đây nè, đây là những cái cành cũ từ năm ngoái được. Nó héo, đến khi mùa xuân đến thì nó lên. Thì cái cây này nó mọc vào đầu mùa xuân và nó là một loại cây bò nha. Thành ra tôi phải quay nó sớm để không thôi mấy cái cây kia nó lên thì nó sẽ không có thấy để cho mình quay nữa. Thì đây thì quý vị thấy nó đây nó bò đó. Đó, những cái cành này nó bò. Và thưa quý vị, tới mùa đông thì nó chết, xong rồi tới mùa xuân thì nó lại lên lại. Đó, quý vị thấy nó đẹp không? Và nó sẽ bò, nó gọi là creeping, mà thành ra hễ mà quý vị có đất như nào thì nó bò tới đó. Nó bò, và khi nào mà tới khoảng mùa hè đó quý vị, thì nó sẽ cho quý vị hoa màu vàng rất là đẹp, nó tạo thành như một cái thảm cỏ màu vàng luôn. Nên là quý vị vừa che cái đất cho mình, nó không có bị mưa, nó không bị xói đất, rồi nó không bị cỏ mọc, và đồng thời nó cho quý vị hoa. Cái hoa quý vị thấy cái lá nó đẹp không? Cái này tiếng Anh nó còn có một cái tên nữa, nó gọi là cây lá đồng tiền đó quý vị. Đó, quý vị thấy nhìn nó đẹp không? Đó, nó bò. Thì cái này tôi trồng ở dưới cái gốc của những cái cây hoa peony của tôi. Chẳng hạn như quý vị thấy đây là tôi có mấy gốc peony nè. Đó, nó bắt đầu lên rồi đó. Thì thay vì ở dưới gốc của nó mình phải mua mulch để mình trải, để giữ ẩm và đồng thời là để giữ cho cỏ các loại khác nó không mọc chen lớn vào, thì tôi trồng cái loại Creeping Jenny này. Thì nó bò, nó cũng phủ kín cái mặt đất mà nó có cái màu xanh vàng rất là đẹp quý vị. Đó, chiếu cho quý vị xem. Nó bò dài quý vị thấy không? Nó bò hết. Và nó cho quý vị vừa cái màu tươi mát, và nó mai mốt nó sẽ ra hoa màu vàng rất là đẹp. Quý vị thấy không? Nó cái màu của nó là màu xanh, màu xanh vàng, nên khi mà nó hợp với những cái màu xanh của lá thì mình trông rất là đẹp. Nó tạo cái nhìn rất là mát mắt và thoải mái. Thì bây giờ là mới là đầu mùa xuân thôi quý vị, thành ra nó mới lên thôi. Mai mốt là nó sẽ bò hết cái này, và quý vị sẽ thấy mình sẽ có một cái thảm, đúng là một cái thảm lá rất là đẹp. Quý vị thấy ở đây nó đẹp không? Đó, cái màu xanh của nó cộng với cái màu xanh của cái cây phlox nó nổi rất là nổi. Hay là đây là quý vị thấy không, cái màu xanh của nó với lại cái màu xanh của cái lá cây của cây peony, tức là cái hoa mẫu đơn đó quý vị, nhìn rất là đẹp. Đó, như quý vị xem. Đó, ở đây tôi có ba gốc hoa mẫu đơn nè quý vị. Thì nó sẽ bò từ từ, và tới khoảng mùa hè mình sẽ chụp cái hoa màu vàng của nó cho quý vị xem. Những cái hoa nhỏ nhỏ rất là đẹp. Loại cây này nó rất là dễ trồng luôn quý vị. Quý vị chỉ cần bứt cái cành của nó, quý vị nhồi xuống đất một cái là nó lên. Chẳng hạn như đây là quý vị, cái cành nãy tôi vừa mới bứt nè, nó như vậy nè ha, mình bứt vào đầy một cái là nó bắt rễ nó lên. Nó cũng một loại như là rất là dễ mọc, như là cái cây thài lài đó quý vị, wandering juice. Đó, quý vị thấy cái lá nó đẹp không? Cái lá nó tròn tròn nó như là trái tim vậy. Đó, vài dòng mà nghĩa là quay vài phút để chia sẻ với quý vị về cái cây Creeping Jenny này. Đó là một loại cây rất dễ trồng, dùng làm nền. Và quý vị cũng có thể trồng trong chậu quý vị. Trồng trong chậu để cho nó rủ xuống.
hoặc là làm thêm những cái cây phụ với những cái cây hoa chính ở trong chậu cũng được. Đó, rất là đẹp. Xin giới thiệu với quý vị. Thưa quý vị, cũng là cái cây đó đó quý vị, Creeping Jenny đó. Tôi đã bứt một cuộn của nó và tôi trồng vào một cái chậu. Thì cái này mình mới trồng thôi, thì nó cũng chưa có rũ xuống đâu. Cái này là tôi dự định tôi trồng trong chậu để khi nó rũ xuống mình làm như một cái loại chậu treo đó quý vị. Nó chỉ cần chừng khoảng 1-2 tháng thôi là nó sẽ lớn và nó rũ chung quanh cái chậu sẽ rất là đẹp. Thì cái đây là mới là cái bắt đầu của đầu mùa xuân thôi. Thì tôi chiếu để giới thiệu với quý vị. Cái đó là cũng là một cách khác của cái cây Creeping Jenny này. Nó rất là đẹp luôn quý vị, nó rũ xuống rồi nó cho quý vị hoa. Và một cái cách khác nữa mình có thể dùng cái cây này là mình có thể trồng nó để làm cái cây phụ trong những cái chậu hoa đó quý vị. Chẳng như quý vị thấy đây là tôi đang có mấy cái chậu phong lữ nè quý vị. Đó, tôi đang sửa soạn mấy cái chậu phong lữ để trước sân nhà đó. Thì tôi cũng trồng nó vào cái mép. Đó, thì để khi mà nó ra thì nó sẽ rũ xuống chung quanh cái chậu. Đó, quý vị thấy đây là tôi đang trồng nó vào đây. Để vì khi cái chậu này là chậu treo ha, geranium nó treo thì nó chỉ có cái tướng đứng cao lên và tôi trồng cái này bên cạnh những cái chậu để sau này mình sẽ có cả cái cành rũ xuống này. Tay tôi làm thêm một nhóm nữa quý vị, đó để cho nó rũ xuống thì mình có cả cái chiều cao đứng lên và cái rũ dài xuống khi mình treo cái chậu lên. Đó, đó là một vài cái cách mà mình có thể dùng cái cây Creeping Jenny này, hoặc là dùng để lập đất cây đất nền, hoặc là dùng cây để mà treo một mình nó, hoặc là làm cây để phụ với những cái chậu treo khác của quý vị và các bạn. Thì đây là cái clip để giới thiệu với quý vị về một cái loại cái giống cây rất là đặc biệt, dễ trồng, tự động lên hàng năm và có thể dùng làm cây nền ở dưới đất, cũng có thể làm chậu treo và cũng có thể dùng để làm cây phụ cho những cái cây chính của quý vị để làm tăng thêm màu sắc và tăng thêm cái sự khác biệt của những cái lá cây. Ở đây tôi cũng trồng nữa nè quý vị, đây một cái cây chậu geranium khác của tôi cũng trồng cái Creeping Jenny nó xuống nè quý vị để cho nó rũ xuống. Hôm nay giới thiệu với quý vị về cái cây đó, quý vị thử đi nha. Rất là dễ trồng và quý vị khi mà trồng rồi sẽ rất là thích luôn với những màu xanh tươi của nó. Xin chào quý vị, chúc quý vị một ngày vui vẻ. Xin chào.